Rồi, chào tất cả anh chị nha. Tình hình là em mới vừa từ ở bến xe An Sương về tới nhà. Thời tiết rất là nắng gắt nha anh chị ha. Đó, em đổ mồ hôi về nè. Chuyện là em có mua một cái xe rim Thái ở ngoài Hà Nội. Gửi vô thì ngày hôm nay em mới ra bến xe em lấy. Tới bây giờ, tới tận bây giờ anh chị, em vẫn còn thấy bức xúc về cái câu chuyện này. Vừa buồn mà vừa bức xúc. Mình bức xúc tại vì cái lòng tin của mình nó không đặt đúng chỗ đúng người. Mình buồn vì mình mất đi một cái người bạn, một cái người mà gọi là đối tác làm ăn lâu dài. Thì câu chuyện là em có mua một cái xe rim Thái của một cái cửa hàng, nói chung là cũng khá là lớn ngoài Hà Nội anh chị. Bán những cái xe mà em nói là có những cái xe mà 200 ba trăm triệu, 100 200 triệu họ bán. Mình thấy ok, anh em mình giao lưu lần đầu làm ăn như thế nào ok. Thì nói chung là xe Ngọt mua cũng không có rẻ, nhưng mà cửa hàng nào thì mình xin phép là không có nhắc tên trong đây. Đó thì chuyện làm ăn của mỗi người. Thì tới cái lúc mà mình nhận xe, trước đó thì người bán á, ở ngoài đó đó, anh em ngoài đó thì họ tả xe cho mình là xe zin. Máy móc là nguyên zin, đầu nồi chưa rớt, rồi chất xe khá này kia. Tại vì cái xe mình mua không hề rẻ nha anh chị. Đó thì ok, mình mua vậy thôi. Nhưng mà tới hôm nay mình ra ngoài đó mình kiểm xe, em cuối cái clip, gần cuối cái clip thôi, anh chị coi hết cái đoạn này đi. Em sẽ chèn cái clip vô để cho anh chị coi cái tình trạng xe lúc ở ngay chỗ nhà xe em nhận. Cái tình trạng nó tệ như thế nào, nó quá tệ tới nỗi mà mình không thể chấp nhận được, quá thất vọng anh chị. Anh chị có biết là cái xe đó đó, khi mà chưa vào tới thành phố Hồ Chí Minh đã có khách đặt tiền trước cho mình để lấy cái xe đó rồi, mình đã nhận cọc của khách rồi nha anh chị. Mà cái xe đó là người ta mua cũng không hề rẻ lại từ tay của mình, nhưng mà mình không có thể gì mà đồng tiền tiền lời mà 5 7 triệu hay vài chục triệu đi chăng nữa mà mình bán rẻ cái uy tín của mình. Mình kiểm xe, mình thấy tình trạng máy móc là đầu nồi có làm rồi, nhưng mà làm rất là khéo nha anh chị nha, làm cực kỳ khéo luôn. Mình phải kiểm tra kỹ thì kỹ thì mới thấy có dấu hiệu ha anh chị. Đó, nói chung là tiền mình mất thì cũng không có mất anh chị, nhưng mà mình tức, là tại vì cái lòng tin của mình đặt không có đúng chỗ đúng người. Thì câu chuyện đó đó thì em mới là hủy cái đơn hàng mà của cái người khách đó, người ta đặt cọc cái xe đó của em. Em thà em chấp nhận em bỏ luôn, em không bán, chứ không thể nào bán những cái con xe như vậy được. Thì bây giờ nè anh chị, bây giờ nè em sẽ chèn cái clip vô, em đăng cái video này lên công khai để cho bà chị mà đặt cọc xe của mình á, bả rất là chịu chơi nha. Bà chị đó rất là chịu chơi mà thương chồng, cực kỳ thương chồng luôn. Bà nói là chồng chị thích cái gì là sẽ chị sẽ mua cho chồng chị cái đó, với chị 100 200 triệu để mua chiếc rim không là vấn đề gì cả. Đó, quan trọng là mình bán đúng cái chất xe, đúng cái lương tâm của mình bán hay không thôi. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ chèn cái clip đó vô, và cuối cái clip mình sẽ gọi điện thoại mình xin lỗi cái chị đó. Tại vì mình lỡ nhận cọc của chị đó rồi, nhưng mà tình trạng xe bây giờ mình không thể nào mình bán cho người ta được. Cuối clip mình sẽ gọi điện thoại xin lỗi chị đó, và đồng thời mình sẽ chuyển khoản trả lại đủ số tiền cọc của chị đó luôn, không mất 1.000 nào anh chị ha. Rồi anh chị nhớ đón chờ nha. Hiện tại là Ngọt đang ở bến xe An Sương nha. Đây, cái xe này là mình mua ở ngoài Hà Nội vô. Nói chung là biển số thì mình sẽ xin phép là không quay biển số ha, tại vì mua của anh em lái lại. Nhưng mà hơi bị thất vọng, hơi bị buồn anh chị. Đó, thà không bán ha. Cái xe này á, là có khách đặt trước luôn luôn rồi á, nhưng mà thà không bán đỡ hơn mà bán mà mất uy tín. Không biết là anh em có coi, anh em nào mà lái mà coi được cái clip này thì có buồn không, chứ em là em buồn đó ha. Đây, tình trạng xe gửi cho em, cái xe em mua đâu có rẻ đâu, gửi cho em là tình trạng gì nè. Trước đó đã bị nha, không phải là nhà xe vận chuyển người ta bị nha anh chị. Đó, trước đó đã bị ha. Máy móc á, là bao cho em á, là máy chưa rớt đầu mà em kiểm tra kỹ thì kỹ lại là có dấu hiệu rớt đầu nè anh chị nhìn đó, siết mà siết nhập
dập cạnh con ốc luôn nè. Đó, có dấu hiệu rớt đầu rồi nè. Xe này được các cây sườn rất là đẹp, rất là tiếc. Uổng thiệt sự uổng luôn. Nhưng mà thôi, thà mình không bán luôn nha, mình trả lại tiền cho khách luôn nha. Chứ mình không có bán những cái xe vậy được ha. Đó. Cho nên đắn đo lắm á, cay đắng lắm chứ không có giỡn đâu. Đó anh chị thấy không? Nhưng mà bán một con xe là phải chất lượng. Đó, thà không mua vô luôn, trả lại luôn. Đó. Mất tiền phí luôn cũng được đó. Trả lại. Rồi ok nha. Nhận rồi, em lấy rồi. Nhưng mà coi kỹ lại xe này rớt đầu rồi chị, cho nên em không có giao chị được. Cho nên em sẽ trả lại tiền cho chị nha. Em không bán xe này được cho chị nha. Xe nước sơn chi đẹp đó, nhưng mà rớt đầu rồi. Đầu rớt rồi. Cho nên em bán không có được cho chị nha, em trả lại. Alo. Ờ em Ngọt nè. Chị biết làm sao em lấy cái điện thoại số khác em gọi cho chị không? Em cái điện thoại chính của em là đang quay cái video, đang quay video để em nói chuyện cho chị luôn nè. Rồi bây giờ chị bình tĩnh chị nghe em nói nha. Chị bình tĩnh nghe em nói nha. Rồi chị coi hết cái clip của em gửi chưa, cái tình trạng cái xe đó chưa? Đó, thì bây giờ em nói chị á, cái xe đó bây giờ em cũng không bán thể nào mà bán cho chị được. Em chấp nhận em không bán luôn, em trả lại tiền cho chị. Chứ em không có làm vậy được. Dạ. Tại vì á, em biết á, là chị với ảnh đặt lòng tin của em rất là nhiều, ở chỗ em rất là nhiều, cho nên em không có thể nào bán những cái xe vậy được. Tình trạng khi mà em nhận xe bây giờ nó quá tệ đi chị. Đó. Em có quay cái video em nói chuyện với chị, và em quay cái video tại cái khúc mà em nhận xe em gửi cho chị coi, để mà chị biết cái tình trạng xe, chứ em phải là em nói láo chị. Đó. Chị hiểu không? Dạ. Dạ thì đó. Thì một tí nữa. Đúng rồi, đúng rồi, cái vấn đề. Dạ. Dạ cái vấn đề á là chị đã đặt lòng tin ở chỗ em rồi. Cho nên em không thể nào em làm chị thất vọng được. Thà em nói thiệt, thà. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi chị. Dạ em nhận xe em cũng rất là thất vọng luôn chị. Em không em không thể nào mà em trả lại cho người ta rồi. Bây giờ em về tới nhà rồi, lúc mà nãy hồi nãy em quay là em còn ở bến xe. Bây giờ em trả xe cho ở ngoài kia là em về tới nhà luôn, em cũng không lấy về để em bán cho người khác được chị. Đó. Em không bán cho chị đồng thời. Đúng rồi. Nè. Nè, nghe em nói nè, cúp máy xong nhắn tin cái số tài khoản lại cho em. Em chuyển khoản đủ tiền lại cho chị. Chị không mất 1.000 nào hết. Đó. Dạ. Không, tại vì dạ chị nghe em nói nè, tại vì em quay cái video lại cho chị coi để làm cái bằng chứng đó, để ông ấy chị nghĩ em là thí dụ có người trả cao hơn này kia em bán cho người khác, không có đâu chị. Bây giờ em nói thì dạ, bây giờ em nói thiệt với chị, bây giờ chị có đặt cọc em 5-10 triệu đi chăng nữa, người khác trả em lời 50 triệu đi chăng nữa, em cũng không có làm gì được đó. Tại vì cái tình trạng xe nó quá tệ đi, nó quá tệ đi chị. Dạ không thể nào bán cho chị được. Dạ. Ông chồng em không đam mê lắm, mấy bữa nay ông ngủ ăn ngủ không được. Đó, chính là lý do đó, bởi vậy em mới nói là em xin lỗi, thật lòng em xin lỗi chị thật sự luôn á. Dạ. Cái này dạ. Dạ em rất. Dạ. Đúng rồi chị. Dạ đúng rồi chị, mình sẽ tìm được một cái xe đẹp hơn. Xe thì có. Dạ. Dạ. Rồi thì thôi đừng có buồn em nha. Đừng buồn em nha. Đúng rồi chị. Dạ. Dạ. Em đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi chị, em biết. Đúng rồi, em biết tiền đối với chị không quan trọng, nhưng mà cái nào phải ra cái đó, phải chất lượng. Đó, phải đúng chất lượng cái xe. Dạ. Đúng, đúng, đúng. Đúng. Đúng là chấm dứt luôn. Dạ. Đúng rồi, không bao. Đúng rồi, không bao giờ là có lần sau đâu chị. Dạ em biết mà chị. Dạ. Rồi, cho nên bây giờ thôi cúp máy xong. Dạ. Nè. Dạ. Dạ dạ rồi rồi ok chị. Chị nói vậy là em cũng vui. Rồi bây giờ thôi cúp máy xong là. Dạ, cúp máy xong là nhắn tin cái số tài khoản. Dạ, nhắn tin số tài khoản qua cho em liền. Dạ đúng rồi. Dạ, bởi vậy chị thấy không? Dạ chị thấy không, tại vì em nói thiệt với chị nha, cái xe này nếu mà em bán cho chị, nó làm, nó nói chung là xe bùa lại, nó làm rất là khéo. Em bán cho chị có thể chị nhìn không ra được, nhưng mà cái tư lương tâm của em á, em không có làm vậy được.
đó. Thí dụ giờ em lấy về em thay cái bẩn khác rồi em làm lại một số chi tiết nhỏ đi chăng nữa cũng vậy à, nhưng mà cái lương tâm mình làm vậy không có được. Dạ nhưng mà sau này giả sử có một cái gì mà chồng em biết rồi là sau này ổng không mua nữa đâu. Thì đó, bởi vậy đúng rồi chị. Dạ dạ, thì cái nào bởi vậy em mới nói á, là em thấy chị cũng đặt niềm tin vào em cho nên em không có làm chị thất vọng được. Dạ rồi, đúng đúng đó. Dạ dạ đó, cái vấn đề, cái vấn đề là dạ, cái vấn đề là mình bán cho người ta để mình giữ chân người ta lại được nữa, chứ không phải mà mình bán chiếc xe xong là mình buông xuôi luôn, đâu có đâu chị, không có. Dạ rồi rồi. Nhưng mà bữa dạ rồi, bây giờ nè, nghe em nói nè, cúp máy xong nhắn tin lại số tài khoản của em chuyển tiền cho chị. Rồi rồi xong, từ từ, em đang dụ ông này bán cái xe rim chạy mới 15.000 cây thôi, chưa tới 15.000 cây, chưa tới 15.000 cây là nguyên zin hết từ đầu tới đít luôn, như mới luôn á. Rồi nếu mà em mua được em sẽ ưu tiên em báo liền cho chị nha. Đó, có gì yêu cầu đẹp, chất lượng là được. Rồi, ok. Ok chị. Em hiểu chị. Rồi vậy nha, không buồn em nha. Rồi vậy nha. Rồi nhắn tin số tài khoản cho em liền nha. Ok chị nha. Rồi. Đó anh chị thấy không? Người ta đối với người ta anh chị. 1-200 triệu không là cái gì. Thậm chí bây giờ em bán một cái xe rim 300 triệu, bà chị đó vẫn chấp nhận, bà chị mua luôn. Mua cho chồng chị đó, anh chị nghe không? Em ở đây người thật gì thật, em không có giấu giếm gì hết á. Nhưng mà mình bán như thế nào để mà người ta còn quay lại, người ta mua cái xe khác của mình nữa. Chị này trước đó chị đã mua một chiếc của Ngọt rồi. Bà thấy mình làm ăn ok đàng hoàng, bà mới nhờ kiếm một cái xe đẹp hơn vậy nữa. Bà chỉ mua thêm thôi nha, bà không có bán bớt đi nha anh chị. Đó là anh chị biết cái đẳng cấp người ta chơi như thế nào rồi. Đó, em nói thiệt với đây, ở đây có anh em lái luôn, không biết mà anh em lái mà bán cái xe đó cho em ở ngoài đó có coi được cái clip này của em không. Một cái xe em mua của lái hay của khách cũng vậy nữa, mà hiếm khi nào em mua của lái lắm nha. Tự nhiên hôm nay mà rớt vô cái xe này là em mua lại của lái bắt đầu là có chuyện. Thường thường là em mua xe của khách thôi mà anh chị. Một cái xe em có thể em chấp nhận em mua giá cao hơn giá anh chị bán cho cửa hàng khác. Ví dụ như nha, một cái xe đó 100 triệu đi, anh chị bán cho người cửa hàng khác 100 triệu đi, nhưng mà em chấp nhận em mua cao hơn luôn, em mua 105 triệu hay 110 triệu, em chỉ cần về em bán được em lời mỏng. Nhưng mà em mua rất là dễ, nhưng mà khó rất là khó nha anh chị nha. Dễ là như thế nào? Có những cái chi tiết mà mình có thể bỏ qua được, tại vì xe cũ mà anh chị. Có những chi tiết ví dụ là nước sơn nó bị xước xát, lông mèo, rồi thí dụ là nó bị nổ lốc này kia. Những cái xe đó tới thời điểm đây bắt buộc là phải bị, tới thời điểm này bắt buộc phải bị, không thể nào mà tránh khỏi được, mình vẫn chấp nhận cái chuyện đó. Nhưng mà anh em đừng có làm ăn mà kiểu mà gian dối với em. Đó, em rất là ghét kiểu đó nha. Em mua xe dễ thật dễ, nhưng mà khó rất là khó nha. Đó là lý do này vậy. Mình chấp nhận mình mua cao hơn giá thị trường luôn. Đó, để mình về mình bán một con xe cực kỳ chất lượng. Nếu mà con xe cực kỳ chất lượng, em chấp nhận em mua cao hơn giá thị trường luôn. Đó, cho nên anh em coi, anh em hiểu giùm em ha. Rồi ok, em cảm ơn chị rất nhiều thời gian qua đã ủng hộ Ngọt ha. Rồi cảm ơn chị rất nhiều, bye bye anh chị nha.